ba con 2 triệu 2 á? Mỗi con 2 triệu 2. À mỗi con 2 triệu 2. Đấy, con 2 triệu 2 có ăn gì. Sao không kiếm lợn đen mà mua? Đây này đen này này. Ừ, cả đấy. Hai con này nữa. Chia nhau với 8 con chia nhau thì ông Bình lại lấy con đen biết đấy. Thế à? Bắt cho con đen nhé. Quyên để đưa con vợ. Cả Quyên đấy á? Quyên lấy 2 con. Mua đây thì nó lợn này nó giống lợn nó dễ bán hơn lợn Bắc Hà. Bắc Hà thì lợn nó cứ kiểu gãy gãy hơn. Ừ. Nhìn đẹp nhờ, nói chung cũng đẹp. Khôn khôn thì chị. Đúng rồi, 8 uống mà. Thế á, biết đâu. Diễn lên Facebook hay sao thì. Con có xem đâu. Muốn xem à? Không. Cái cô Quyên nó lên thì. Đang quay. Xoay ở trong này to. Đấy, xoay vào to nhỉ. Xoay vào thì to. Đắt nhỉ? Đắt nhỉ? 2 triệu 2 một con. Ai cứ đắt. 9 cân. Vừa bắt xong thì thằng Thuận nó gọi nó bán cho cái lợi lợn Bắc Hà ấy, có 1.6 triệu một con. Ừ. Lợi bắt rồi. Thằng Thuận á? Thương Thuận á? Thương Thuận nó đi Bắc Hà về thì. Thế á? Cũng màu đen à? Hay màu trắng? Nó còn màu đen. 1.6 triệu một con. Qua đây làm về mà thì rất là vui. Để đi cầu bạc nữa thì không biết. Lấy lại xe của Phượng thì. Hả? Đi cái xe của Phượng cũ đi. Xe Phượng thì. Con xe Phượng mua thì ra rồi gần mới giả được 1 triệu còn cả góp. Bay bao nhiêu? Hả? Bay bao nhiêu? 1 triệu. Ấy cơ mà. Bay mà. Ngân hàng. 70 triệu. Và nó vay cả cái biết kéo mà chỉ đi được tí mà nó vay nó tất cả con mang cái cho mẹ tí chia ra túi bé mà cho tủ lạnh à, treo ở xe bố ừ. Xui lên đấy à ừ. Mua được cái gì lên mua cho mỗi cái cho mẹ em mua gì đâu mình này có cân bột sắn này. Năm nay không dùng được rau đay. Có rau đay mới ngon. Không dùng được. Mình tơi không không ngon. Năm nay không dùng được. Đi xui có mất mùi tiền không? Mấy triệu. Về đóng góp đi. Đóng góp đã biết gì đâu. Không đã hỏi rồi. Chắc không đóng. Đóng với ai quả? Chịu. Hai mươi mâm. Thôi, đừng nói nữa, đang quay video. Thái độ ấy à dính à em ra hái đỗ hái
Ôi đu đủ kìa mẹ ơi. Tí nữa con hái ngọt không nhỉ? Cái mít này sai nhỉ mẹ nhỉ? Năm nào cũng sai. Thế à? Nó nghiêng ngả này sợ đổ vào nhà không đấy? Thế á? Khả năng là nó do cái búi tre này nó áp đi này. Có cây mít này mát.